Ông chờ ông dông, tôi ra tôi đóng cửa lại. Tôi thấy cái trên cái cây sắt ở trên đó, nó rớt xuống cái gầm. Tôi hết hồn, tôi đứng đêm luôn rồi. Tôi đóng cửa lại, tôi chạy ra sao, tôi kêu nhỏ cháu ra sao luôn. Thì chưa có biết cái bảng ở đây nữa. Thì dòm thấy ở sau nó lủng nữa. Lủng nữa mới chạy ra sao rồi cái dòm sao nó ủa. Sao nhà Khánh gì nó đưa qua bên đây quá. Cái lát nhỏ cháu nó đằng kia nó chạy lại, nó nói là cái bảng là phía rớt xuống ngay nhà Khánh. Đó. Nói vậy đó, tôi, nãy giờ tôi còn hơi run nữa.